chân vào, khép vào. Sao vậy? Anh thấy không hợp đâu. Anh ơi, anh trai em ấy là người sạch sẽ, tinh tươm, chỉnh chu như thế này mà dọn vệ sinh là cực phẩm rồi anh ạ, không ai hơn được đâu. Đây là anh cậu á? Thế hôm trước cậu vừa kể... Anh ơi, hôm trước em đã kể hết với anh rồi còn gì. Anh là người tốt, anh đã thông cảm cho em, rồi anh hứa giúp đỡ em còn gì nữa. Anh giúp em đi. Cậu bị điên à? Tôi chỉ hơn cậu mỗi cái là quản lý mấy cái việc lặt vặt thôi, chứ không phải là giám đốc đâu mà nhận người nọ tuyển người kia được. Anh, em hứa với anh luôn, anh ấy sẽ cống hiến ở đây đến hơi thở cuối cùng luôn. Cậu làm sao thế nhỉ? Dọn dẹp vệ sinh chứ không phải là đánh nhau đâu mà hơi thở cuối cùng. Thôi xin lỗi cậu, việc này tôi không giúp được đâu. Anh ơi, hay là anh cho em làm thử một tuần đi. Bên mình đang thiếu người mà, không phải lương lậu gì đâu. Đấy, không cần lương anh ạ. Anh cứ cho anh ấy làm thử một tuần thôi. Không, nếu mà có vấn đề gì nhá, anh đuổi luôn cho em. Anh em ấy trong veo như giọt mưa luôn. Em hứa với anh là như thế ạ. Nếu để xảy ra chuyện gì ấy, cậu và người anh giọt mưa của cậu ấy là phải chịu trách nhiệm đấy nhá. Vâng, anh yên tâm. Anh yên tâm ạ. Cảm ơn anh nhá. Nhận rồi á. Kìa, đau. Mày làm sao vậy? Đâu? Em chào anh ạ. À, em. Giọt nước trong veo. Giật ca mình. Ở đây à? Làm em tìm anh mãi chả thấy đâu cả. Này, uống nước đi. Uống nước đi. Mày bắt tao đóng bộ căng đét, xong rồi ra đây hút bụi. Chỉ ngày đầu làm việc ai chả thế. Được rồi, để ngày mai em mượn cho anh cái bộ giống của em. Còn khi nào được tuyển vào chính thức thì ta gắn cho cái bảng tên. Thế thôi, có gì đâu. Làm ở đây thấy thế nào? Anh thích không? Việc thì nhạt như nước ốc. Thôi, an phận với làm nào. Ghê nhỉ? Bây giờ anh chỉ biết nói an phận cái đấy. Mày cứ thử bị xích 10 năm đi, mày mới biết giá trị của an phận. Ôi giời mỏi quá. Ừ, đấy. Dậy. Dậy đi. Sao? Quy định khách sạn không được nằm trên giường khách như này đâu. Đây, cầm đây. Lát em tăng ca, anh đợi hay là về trước? Về trước. Được. Đợi. Ít nhất là phải thế chứ. Không đợi ấy, đá vào đít luôn đấy. Tao hút mày vào đây bây giờ, thằng danh này.